Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng truyền hơi nữ của Phú Bình và đội tuyển bóng truyền hơi nữ của xã Thanh Ninh trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi mở rộng do xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tổ chức. Đây là trận đấu thứ hai. Trận đấu đầu tiên mình đã đăng trên kênh Thanh Trường Vlog, mình để đường link bên dưới video. Sang trận đấu thứ hai này thì đội tuyển bóng truyền hơi nữ của xã Thanh Ninh phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển bóng truyền hơi nữ của Phú Bình phía xa màn ảnh các bạn. Trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu của xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Đừng xem bóng ra ngoài sân. Một đều. Oh, yeah.
7-6. Điểm cho Thanh Ninh 7-7. Phú Bình đặt bóng đẹp, điểm cho Phú Bình 8-7. Thank you.
Điểm cho Thanh Ninh 10-15. Điểm cho Phú Bình 21-13. Xếp 2 Phú Bình thắng Thanh Ninh.